nghiên cứu về thế cờ, về một số quân cờ trên bàn cờ, mình mới chợt nhận ra là có một vài điều rất thú vị để tư duy. Như cái vị trí của quân mã này, bạn có thấy có điều gì khác biệt không? Ta nhìn sang hình thứ hai nhé. Đó, cũng là con mã này, nhưng khi nó đứng ở góc thì rõ ràng là nó chỉ có hai nước đi. Nhưng khi nó đứng ở trung tâm, tức là vị trí nó thay đổi, thì nó có cơ hội được đi rất nhiều hướng, được 8 ô. Tức là nó có cơ hội được tung hoành cái sức mạnh của nó, tức là 8 quân, 8 cái hướng này. Nó có thể ăn được, nó có thể di chuyển được, nó có thể lùi được, có thể tiến được. Rõ ràng, chúng ta ngẫm ra một điều, vị trí của quân cờ đã quyết định được một phần sức mạnh của quân cờ. Rõ ràng chúng ta có thể tư duy là dựa vào ví dụ này, ví dụ về quân cờ trên, ta đã thấy rõ ràng là luật chơi là chung, bàn cờ luật chơi là chung cho cả hai bên, cho tất cả các quân cờ. Nhưng mà mỗi quân cờ thì nó lại có một năng lực, có một cái sức mạnh riêng của nó. Thế nhưng mà cái vị trí của quân cờ đứng ở chỗ nào thì nó sẽ có cơ hội được thể hiện sức mạnh ấy, như là dựa vào cái vị trí ấy. Đây là một tình huống khá thú vị để chúng ta cùng tư duy. Đấy. Và rõ ràng là cái tình huống này, cái tư duy này áp dụng cho tất cả các quân cờ. Từ cái câu chuyện về vị trí của quân cờ, mình cũng muốn tư duy và mình thấy có một điều gì đó na ná giống như con người. Con người ta cũng có sinh ra, cũng có một vị trí. Vị trí ở đây nó có thể hiểu là sinh ra ở vùng miền, sinh ra trong gia đình nào đó. Gia đình thì có thể là gia đình giàu có, gia đình có học thức, rồi hay là nông dân, hay là tất cả những điều ấy nó đều khác nhau. Cái vị trí ấy nó sẽ quyết định rất nhiều thứ. Chúng ta thử nhìn thế này nhé. Giả sử rằng có hai người đều sinh ra, một là A, một là B, đều sinh ra đều có một cái chỉ số về sự sáng dạ, thông minh ban đầu là giống nhau. Nhưng một cậu tên là A thì lại may mắn sinh ra trong một gia đình có vị trí là có điều kiện. Đấy, gia đình giàu có, bố mẹ thành đạt. Rõ ràng cái sự thành đạt của bố mẹ ấy, bố mẹ nhà của A đấy, cũng đã phần nào khẳng định được cái độ xịn sò, cái độ thành công và cái vị thế nó tốt hơn. Rõ ràng thì là cái câu chuyện không phải so sánh bố mẹ nào tốt hơn. Tốt ở đây bố mẹ nào cũng tốt, nhưng đó chỉ là tình thương, tình thân. Còn ở đây chúng ta đang nói tốt ở đây có nghĩa là bố mẹ của bạn A đã thành đạt hơn, rõ ràng là có tư duy tốt hơn, đưa ra những lời khuyên tốt hơn, chỉ dạy tốt hơn, sẽ là một cái cơ hội để cho bạn A có được một cái vị trí tốt. Tức cũng giống như tại sao ta lại muốn chọn học trường chuyên lớp chọn đấy. Đấy chính là vị trí. Chúng ta muốn chọn một vị trí tốt cho mình để có cơ hội được học tốt hơn, tiếp nhận tốt hơn, môi trường tốt hơn. Đó là cách hiểu về từ vị trí. Rõ ràng là bố mẹ bạn A có điều kiện, có mọi thứ tốt hơn, tư duy tốt hơn, phải nói nhấn mạnh là tư duy tốt hơn, đã đặt bạn A vào cái vị thế đấy, được học hành tử tế này, được tiếp cận thông tin này, có nhiều, có tiền, đương nhiên là có cơ hội được học tốt hơn, học chỗ tốt hơn, có nhiều tài liệu hơn, rồi được gặp gỡ ở cái tầng lớp, đó là một điều rất đặc biệt, đó là một điều rất rõ ràng. Rõ ràng là những bố mẹ bạn A học làm kinh doanh chẳng hạn, làm chủ doanh nghiệp chẳng hạn, thì rõ ràng cái cơ hội được tiếp cận ở cái tầng lớp đấy, cái tư duy ở cái tầng lớp đấy nó cũng sẽ khác hơn. Ngược lại,
Bạn B lại sinh ra trong một gia đình bình thường, không muốn nói là quá xấu, thì rõ ràng là cái điều kiện không có này, điều kiện học tập ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn này, rồi thiếu thốn, chỉ biết chơi bi chơi khăng chơi đáo với đám bạn bè chân đất thôi. Rồi khi bước ra thành phố đi học thì lăn lộn, có thể phải đi làm thêm, thiếu tiền thiếu của. Rõ ràng là câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Có thể nói rằng là rõ ràng là tha hồ mà than thở cô đơn vào đời, rồi không có ai chỉ lối vân vân. Đó là chuyện thường tình. Nhưng mà bạn cũng có thể nói được những ví dụ khác. Ví dụ như có rất nhiều người đứa nó nghèo nhưng mà nó giỏi, nó cũng bứt phá được. Có, đúng thế, đó là những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp đấy không nhiều, đó là những trường hợp đặc biệt. Những trường hợp đấy chúng ta có thể tí nữa sẽ lấy ví dụ sau. Rõ ràng là cái ví dụ vừa rồi để chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về tư duy về vị trí sẽ đặt con người ta, sẽ đặt một thằng bé, một cậu bé, một đứa trẻ, một con người có cơ hội để được tốt hơn. Nếu chúng ta cào bằng về xuất phát điểm thì cái vị trí ấy sẽ là cái đòn bẩy để chúng ta tiến lên. Chúng ta có thể thấy rõ cho cái luận điểm này qua quan sát về giới tinh hoa. Trong bất kỳ xã hội nào cũng có thừa kế, vạch đích, cơ hội, vị trí, vị thế. Đó là những keyword, đó là tất cả nền tảng để kế tục và duy trì vị trí, vị thế của gia tộc đó. Để chứng minh cho luận điểm này, ta rõ ràng ta thấy rằng rất hiếm những trường hợp mà xuất phát điểm thấp lại bước chân được vào giới tinh hoa. Tất nhiên là rất thấp chứ không phải là không có. Chúng ta có thể nhìn thấy như câu chuyện về những con người phải nói là thần đồng, ví dụ như rất nhiều những danh nhân, rất nhiều những vĩ nhân trong lịch sử Việt Nam đều có. Thế nhưng mà hoặc là chúng ta nhìn thấy câu chuyện về tầng lớp giàu có tinh hoa, ví dụ như Mark Zuckerberg của ông chủ của Facebook. Rõ ràng là xuất phát điểm cũng bình thường, nhưng học được, bứt phá được. Nhưng không phải ai học trường Harvard cũng đều thành công mỹ mãn như thế, cũng đều bước vào giới tinh hoa. Phần lớn, chúng ta xem bộ phim nói về sự khởi nghiệp của Facebook, rõ ràng chúng ta thấy rằng học ở trong cái trường đấy phần lớn là những thanh thiếu niên xuất phát điểm từ giới tinh hoa, tầng lớp thượng lưu ở Mỹ. Và Mark chỉ là một trường hợp khá là cá biệt, và anh ta thành công. Và cái sự thành công của Facebook ấy nó đặt anh ta vào cái giới tinh hoa cực hiếm của thế giới đấy. Và đương nhiên là còn vị thế của anh ta bây giờ là đầu bảng, đếm như đầu ngón tay trên thế giới. Nhưng còn để duy trì được nó hay không thì nó cần phải được khẳng định qua nhiều thế hệ nữa. Chúng ta cùng nói về vị thế. Có một vài khái niệm như thế này. Vị thế là một vị trí xã hội. Mỗi vị thế quyết định chỗ đứng của một cá nhân hay một nhóm xã hội trong kết cấu xã hội, cũng như quan hệ của cá nhân và nhóm xã hội đó với xã hội xung quanh. Đó là quan điểm của Robertson. Nhưng với quan điểm của Fischer, vị thế lại là vị trí của một người đứng trong cơ cấu tổ chức xã hội theo sự thẩm định, đánh giá của xã hội. Vị thế xã hội là vị trí địa vị hay thứ bậc mà những người đang sống chung với một người đó dành cho anh ta một cách khách quan. Đặc điểm của vị thế là vị thế không nhất thiết
phải gắn với những người có uy tín và địa vị cao. Vị thế cũng không thuần túy phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi người về chính mình. Vị thế của mỗi người cũng cần đối chiếu hay gắn với những tiêu chuẩn khách quan của xã hội. Và vị thế của mỗi người nó có tính ổn định tương đối. Nó không phụ thuộc vào những ý kiến đánh giá thay đổi thất thường của những người xung quanh. Có một vài cái yếu tố có thể gạch đầu dòng được là nó tạo nên cái vị thế của một con người. Ví dụ như cái dòng dõi sinh ra, rõ ràng là cái tầng lớp tinh hoa đấy. Rồi thứ hai, dòng dõi con, chúng ta thường nói đến những người mà trong gia đình gia tộc mà là toàn những giáo sư bác sĩ này, rõ ràng là nó cũng tạo ra cái vị thế của cải vật chất, rõ ràng là của tầng lớp giàu có, người ta giàu ba đời rồi đấy, thì nó cũng sẽ khác đấy so với một người mà mới giàu lên, nó khác, nó gọi là mới giàu sổi. Rồi cái nghề nghiệp nó cũng quyết định cái vị thế. Cái nghề nghiệp thì nó có thể là mới xuất phát điểm, nó tạo ra vị thế, nhưng còn duy trì được hay không thì còn tùy thuộc. Có những người thì học giỏi, thành công, có được nghề nghiệp tốt, vị trí chỗ đứng, chức vụ tốt, nó tạo ra vị thế của người đấy tốt. Nhưng dăm ba bữa sau anh ta tham lam, anh ta bị tra vào còng số 8, thì cái vị thế ấy đã biến mất một cách nhanh chóng, tức là cái vị chưa bền vững. Nhưng đấy là nói về nghề nghiệp, vị trí tạo ra vị thế. Trình độ học vấn, rõ ràng thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là ông giáo sư hay là những người giảng viên đại học, họ cũng có những cái vị thế, họ có niềm tự hào riêng của họ. Rồi bác sĩ, giáo sư bác sĩ nói chung, rõ ràng họ có cái vị thế riêng, họ được nhiều người tôn trọng hơn. Nên tại sao có những nghề nghiệp ở trong xã hội nó được tôn vinh, được trọng vọng, giáo sư, bác sĩ, giáo viên, vân vân đấy, luật sư, đấy, những nghề mà được trọng vọng về sự hiểu biết, về kiến thức của họ, và nó tạo được cái vị thế cho con người đấy. Câu chuyện về vị trí và vị thế nó cũng liên quan đến cả quốc gia nữa. Quốc gia, dân tộc nó cũng có những tính liên quan đến vị trí và vị thế. Rõ ràng chúng ta thường nghe đến vị thế trên bàn đàm phán của Việt Nam hay vị thế quốc gia của Việt Nam giờ đang cao, chưa từng có. Rõ ràng thì nó là một niềm tự hào mà chúng ta vừa nhắc đến. Tại sao chúng ta lại có được cái vị thế tốt như thế? Rõ ràng như hiện tại thì rõ ràng là nó phải được vận dụng bởi rất nhiều yếu tố. Chúng ta biết lợi dụng vị trí của mình. Vị trí của mình ở đây là gì? Là chúng ta có, quốc gia mình có vị trí địa lý ở trung tâm đường hàng hải của thế giới này, rồi trung tâm của Đông Nam Á này, một Đông Nam Á đang sôi động và thay đổi từng ngày. Rồi cái vị trí của nó là còn là gì nữa? Là nguồn tài nguyên. Là tài nguyên nên nó còn có liên quan đến vấn đề là địa lý. Địa lý cũng là tài nguyên nhé. Tài nguyên thiên nhiên cũng là một thứ nhé. Đấy, ví dụ như đơn giản nhất là chúng ta có vị thế để tranh luận, rồi để đàm phán với Mỹ, để nâng tầm mình lên. Rõ ràng là cái câu chuyện liên quan đến, ví dụ như vừa rồi là do là chúng ta có nguồn tài nguyên về đất hiếm nằm trong top thế giới, rõ ràng là đưa lên bàn đàm phán chúng ta có lợi thế dựa trên những yếu tố đấy. Đấy, thứ hai đấy. Rồi tiếp theo là gì? Chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là cái vị thế của Việt Nam lên. Hiếm nước nào trên thế giới lại có được một cái vị thế như Việt Nam hiện nay. Đó là chúng ta là đối tác chiến lược của tất cả những ông lớn trên thế giới. Mỹ này, Nhật này, Trung Quốc này, Nga này, gọi là những chùm của thế giới bây giờ đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Một điều rất đặc biệt. Và có lẽ là trên thế giới này là hiếm quốc gia nào có được. Đặc biệt là Việt Nam lại là vừa là cựu thù của Mỹ nhưng cuối cùng lại là đối tác chiến lược toàn diện.
Với cá nhân mình thì mình nhận ra một điều rất tự hào về cái sự độc lập, tự chủ và cái nền ngoại giao của Việt Nam vượt trội. Rõ ràng là chúng ta có thể nhìn thấy câu chuyện của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rõ ràng là kinh tế phát triển rất mạnh, nhưng thực sự trên mặt trận ngoại giao và vị thế chính trị quốc tế, họ phải nấp sau lưng của Mỹ và không hề có tiếng nói. Cái này là mình nói nhỏ thôi. Chúng ta có thể nói là kết luận lại là vị trí là một cơ hội tốt, nếu tận dụng được thì sẽ có cơ hội nâng tầm được bản thân, tạo nên cái vị thế của một con người. Tất nhiên là nâng được đến đâu thì nó phụ thuộc vào cái nỗ lực của cá nhân mình và cái năng lực của cá nhân mình. Mà năng lực thì nó liên quan đến khả năng tư duy, đến óc quan sát, và cuối cùng thì nó đặc biệt là cái nỗ lực của mỗi người vượt khó. Đó là một điều chúng ta cần phải hết sức chú ý. Đây là một video mình chia sẻ lan man một chút, chứ không phải là kể khổ, mà là chúng ta cùng chia sẻ để nhận thức được cái vị trí của mình đang có, để tận dụng hay để cố gắng hơn. Và chúc các bạn may mắn, thành công.